Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý trường hợp cái máy in phun màu Epson L805 nó bị cái lỗi là in ra bị sai màu nha các bạn. Thì mình vừa mới in cái bản bản mã màu mực ra, nút tổ chét hay là còn gọi là bản in kiểm tra kim phun. Hiện tại cái máy mình nó đang in ra là đứt nét, không chỉ màu đen mà còn có các màu như là magenta, light magenta, light cyan nha các bạn thấy ha, đứt nét hết nè. Riêng cái màu đen thì các bạn nhìn quan sát mấy chữ ha, nó bị đứt nét, nó nhòe nhòe, nó mờ. Các bạn sẽ vào trong control panel chọn device printer, sau đó lít chuột phải lên cái biểu tượng của cái máy in Epson L805, các bạn lít vào cái chữ là head cleaning, sau đó bạn kích vào start và các bạn sẽ chờ trong giây lát. Thì lúc này cái máy in của các bạn nó sẽ bắt đầu tiến hành vệ sinh cái đầu đầu phun. Khi nào nó chạy hết cái thanh này là xong nhé các bạn. Ha, các bạn nghe cái tiếng máy nó bơm mực kéo mực từ cái hệ thống đi vào trong mấy cái tép mực bên trong. Sau khi nó chạy xong thì các bạn sẽ lít vào đây để cho nó in test ra một cái tờ nốt đồ chép các bạn, in mấy mã màu á. Các bạn thấy ha, ở phía trên là good, phía dưới là cần cleaning, cần vệ sinh ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ xem cái bản in nốt đồ chép kiểm tra kim phun. Một số trường hợp nó bị nhẹ thì sau khi các bạn hết cleaning khoảng 1-2 lần thì mấy cái bản mã màu mực á nó ra đều đẹp nha các bạn. Rồi, như trường hợp này các bạn thấy ha, màu đen thì nó đã ra tương đối rồi, nhưng mà các màu còn lại thì hiện tại vẫn còn đang đứt nét. Nè, các bạn thấy ha, màu đen thì ra ok, nhưng mà màu light cyan, light magenta này kia nó vẫn còn bị đứt nét. Đây, chiêu cuối cùng, các bạn click vào Power in Plexin. Ok. Rồi, click Start luôn nha các bạn. Thì cái này dịch ra tiếng Việt nó là cái gì? Bơm điện tử các bạn. Thì các bạn click vào đó thì nó sẽ, nói chung là nó sẽ clean mực mạnh hơn. Thì các bạn lưu ý tính năng này chỉ được sử dụng trong 12 tiếng thôi. 12 tiếng các bạn sử dụng được một lần. Nhưng các bạn lưu ý là khi các bạn sử dụng cái lệnh này thì mực ở trong cái mấy cái hệ thống á nó phải có còn nhiều nha các bạn, ít nhất cũng phải được 1/3 nha. Rồi, các bạn thấy ha, đây. Sau khi lít vào cái tính năng là Power in Lexin thì mấy cái bản mã màu mực in ra nó đều đẹp hết nha các bạn. Thì lúc nãy các bạn in ra sẽ không bị sai màu nữa, không bị đứt nét chữ nữa ha. Thì các bạn lưu ý để trong quá trình sử dụng á, các bạn đừng để hụt mực nha. Bây giờ mình bấm Win Test Bay nha các bạn. Cái hệ thống mực á, các bạn thường nó còn khoảng chừng 1/3 thì các bạn châm mực vào cho nó đầy full nha các bạn. Rồi, các bạn thấy nhìn cái logo Windows là thấy là các bạn in ra đã chuẩn rồi ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình để luôn luôn được cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Copier for Renshi.